Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chọn nhân sự khóa mới, đừng thấy đỏ tường chín, đừng để bị đánh lừa bởi động tác giả. Ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa chia sẻ về việc bầu chọn nhân sự các cấp, cấp từ dưới lên trên đến Đại hội 13 của Đảng với tư tưởng dưới có vững thì ở trên mới bền chắc. Ông Tổng Bí Thư nói thẳng, tránh đơn giản, tùy tiện, vô nguyên tắc không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức, đủ tài, dẫn đến hại nước, hại dân. Làm đến đâu chắc đến đó, đừng thấy đỏ tưởng chín, đừng để mã bên ngoài mà che đậy cái sơ sai ở bên trong. Phải có con mắt tình đời trong việc giới thiệu đánh giá, lựa chọn nhân sự, đừng để bị đánh lừa bởi những động tác giả vì nhiều người khéo lắm, thích khoe thành tích và che giấu khuyết điểm. thả ít mà tốt. Bàn về đức tài, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng dẫn chuyện kiều của Nguyễn Du, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một văn và cho rằng đây là đúc kết rất hay. Không được vì thích ai ghét ai mà giới thiệu không chuẩn cái này trong cuộc sống không phải không có. Chưa nói đến cánh hậu mới chỉ là yêu hay ghét, thích hay không thích thôi. Tổng bí thư cảnh báo về thành phần, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói về nguyên tắc lãnh đạo tập thể tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, tự cao tự đại, coi thường người khác, không phối hợp, hợp tác tốt, Mục đích trách nhiệm và xây dựng được một ekip mạnh, bộ chính trị trung ương mạnh, một bộ chính trị mạnh, một ban bí thư mạnh, chủ chốt mạnh thì không sợ gì hết, dân sẽ ủng hộ mà dân người ta tinh lắm, cái gì chứ hỏi dân là biết hết đấy. Câu này ông nói rất chính xác. Ông rất hay khoe mẽ và rất tự cao tự đại, ông tham quyền cố vị, dân biết hết. Nhưng chính ông là người lấp liếm tất cả mọi thứ phát biểu về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tại hội nghị cán bộ toàn quốc diễn ra vào hồi cuối tháng 4, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói đừng thấy đỏ mà tưởng là đã chín. Ngày 13 tháng 6 diễn đàn quốc hội sôi động phần tranh luận khi một đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị bày tỏ quan ngại về cử tri về hoạt động của ngành tư pháp thời gian qua thì một đại biểu đương nhiệm phó tranh án tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố sài gòn nhắc nhở hiện nay nhiều thiết lực phản động đang chống phá đảng nhà nước đòi tạm quyền phân lập nên phải hết sức cảnh giác khiến một đại biểu ở sài gòn phản biện vị này đã trích dẫn câu nói trên của ông tổng bí thư chủ tịch nước để kết thúc phát biểu của mình. Thời gian qua, những phản ứng không thuận lợi về dư luận về một vài sự kiện chính trị xã hội thì có những cán bộ đảng viên liên đới, đăng đàn, phân bua giải thích. Có người thể hiện lòng cầu thị nhận trách nhiệm thì được dư luận thừa nhận nhưng có không ít những trường hợp quanh co ngụy biện đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ càng bị xa lầy trước sự phản biện trong tay ngàn mắt của nhân dân gần đây thấy có huynh có khuynh hướng đề cao tính đảng lên án thế lực thù địch xuyên tạc quấy phá nhằm mục đích hạ bệ lòng tin của nhân dân vào thể chế để đánh lạc hướng dư luận làm nhẹ đi khuyết điểm trách nhiệm của cá nhân không lâu sau thì báo đài đưa tin về một số người trong đó bị xa cơ phải ra trước phòng bánh ngựa vì pháp luật vi phạm pháp luật vi phạm quy định của tổ chức gây đau đớn cho đảng khiến cho lòng tin của nhân dân bị phụ bạc. Họ là những kẻ cơ hội, thùng rỗng kêu to là bằng chứng đỏ mà không chín. Nhà tôi có hai nhân dân nhỏ tuổi. Trong sinh hoạt gia đình, nếu tôi nói hay, làm gì không đúng thì bị chúng vận vẹo phản biện. Nhây! Cho đến lúc tôi xin lỗi nhận sai mới thôi. Vậy khi vậy bị phản ứng vì những hành xử kém thuyết phục, thậm chí lạm quyền, phạm luật thì khi hành công vụ thì quanh co theo kiểu nhân dân bị bọn xấu dụ dỗ lôi kéo. Phải chăng là chưa đánh giá đúng về trình độ nhận thức của nhân dân. Vô hình chung đề cao quảng cáo cho những tổ chức mà theo tìm hiểu là tự phát, nhỏ, hạng tép diêu. Cảnh giác với thế lực thù địch chống phá chính quyền là một việc cần làm nhưng cần nói đúng trọng tâm, liều lượng phù hợp với thực tế mới có tác dụng hiệu quả nhất là phải tự kiểm điểm ra soát lại bộ máy của mình có thực sự trong sạch và vững mạnh hay chưa và có tâm có tầm trong việc quản lý điều hành việc dân việc nước hay chưa khi có vi phạm thì đã trung thực cầu thị nhận khuyết điểm sửa chữa tu chính bản thân hay chưa nếu tổ chức chính quyền đã trong sạch vững mạnh rồi cán bộ bản lãnh đạo đức rồi việc làm đã công tư minh bạch rồi thì bọn xấu tuổi gì? Theo logic thông thường đỏ và chín là biểu hiện của tính đồng thuận, nghĩa là ẩn dụ màu đỏ cũng thể hiện cái mạnh mẽ chín chắn của người trưởng thành. Nhưng vũ trụ tự nhiên là đa dạng sinh học, muôn hồng, ngàn tía, đã đành có loài đỏ là chín nhưng những có những số loài đỏ chưa hẳn là chín, có thứ chín mà không đỏ tính đa dạng này phải được nghiêm phải được chiêm nghiệm thấu đáo trong công tác nhân sự bổ nhiệm đề bạt cán bộ không thể đồng hóa cặp phạm trù đỏ chín một cách máy móc được vấn đề đặt ra là hiện nay thành phần đảng ưu tú về tài và đức còn thiếu hoặc rất thiếu trong khi yêu cầu quản lý và phát triển đất nước đòi hỏi cán bộ những phẩm chất vượt trội thì công tác cán bộ cần phải có sự thay đổi. Đỏ mà không chín đích thị là kẻ cơ hội kém cỏi. Nếu để họ luôn lách rồi leo cao thì chỉ có một con đường đất nước vào chỗ lụn bại nên phải kiên quyết thành lọc loại bỏ. Nhiều hạn chế sai phạm của cán bộ thi hành công vụ xảy ra nhiều thời gian qua cho thấy cách làm nhân sự cũ có những bất cập, phải gấp rút có bộ quy chuẩn cán bộ phù hợp hiện đại hơn. Quy trình hồ ly bất quý hồ đa. Đảng viên dù ít mà chất sẽ được nhân dân tin tưởng và đồng lòng thì việc lớn mới được thực thi. Song song phải có cơ chế đột phá, không gian tự do, chân thành cầu thị đón mời người đức tài ngoài đảng cùng chung vai đấu cật cánh vác việc nước, việc non. Người tài đức có đặc điểm giàu lòng tự trọng nhưng dù trung thực thủy chung trong hoàn cảnh nào cũng lấy đất nước, dân tộc, quê hương làm mục đích cống hiến, phục vụ. Cho nên làm nhân sự mà có trong tay những người tài đức thì xét góc độ khí cạnh nào đó cũng là điều tốt cho dân, cho nước. Là người ngoài đảng, việc họ có quan điểm việc này, việc kia khác biệt là điều bình thường người tài đức ngoài đảng mặt khác là động lực cạnh tranh để cán bộ đảng viên nhìn vào phấn đấu rèn luyện. Giờ lại lịch sử của chúng ta cho thấy cái tâm cái đức bỏ qua những dị biệt chính kiến trọng dụng người hiền tài của Hồ Chí Minh. Bài đăng trên báo Cứu Quốc năm 1946 của ông Hồ Chí Minh Trại lòng trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài có đức. E vì chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết, khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Trong những chuyến công tác nước ngoài, lịch làm việc kín, Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian tiếp xúc những trí thức Tây học mời họ về nước làm việc, đóng góp cho quê hương. Nhiều nhà khoa học trí thức không được nuôi dưỡng trong cái nôi của đảng đã thành những cánh tay đắc lực của bác trong phát triển xây dựng chính quyền thời Hồ Chí Minh. Ông Hồ Chí Minh đã trao quyền chủ tịch nước cho một người ngoài đảng, cụ thể đó là ông Huỳnh Thức Kháng trong một lần bận đi công tác nước ngoài năm 1946. Sau ngày hòa bình lập lại ngày 20 tháng 9 năm 1955, chính phủ được bổ sung và thay đổi nhân sự thì chính phủ vẫn còn 8 vị bộ trưởng là người ngoài đảng. Cái tầm lớn vì dân vì nước, dân nhân cách liêm chính của Hồ Chí Minh điểm tụ và quy phục nhân tài. Chưa bao giờ câu nói thấy đỏ mà tưởng chín vận vào tình hình đất nước hợp như bây giờ. Nhiều văn kiện chính trị đã khẳng định lợi ích cốt lõi của đảng, đồng thời đồng hành với lợi ích của dân tộc và đất nước, vì vậy không có lý do gì ngần ngại việc thanh lọc những kẻ cơ hội lợi dụng tổ chức để tham nhũng hưởng thụ, đánh bóng cá nhân. Câu nói đừng thấy đỏ mà tưởng chín của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bối cảnh bây giờ còn mang ngữ nghĩa là một lời cảnh báo, đừng nhân danh đảng, nhân danh chế độ mà làm việc phạm pháp rồi nghĩ là được bao che. Cái lò chống tham nhũng đã và đang tiếp tục nóng thời gian qua Và sắp tới sẽ là một minh chứng Phải chăng quan niệm của ta về người tài quá cao Nên loài hay mãi vẫn không đưa ra được một tiêu chí xác định người tài trong công vụ Mấy chục năm trở lại đây bàn về nhân sự luôn là chủ đề khó và hấp dẫn Người bảo nhân tài phải thế này Người khác lại bảo nhân tài phải thế kia mới đúng. Tuy nhiên, bàn về người tài, không mấy ai không biết đến câu nổi tiếng của vị tiến sĩ Triều Lê, Phụng Trực Đại Phu, Hàn Lâm, Viện, Thừa Trị, Đồng các đại sĩ, thần nhân chung cách đây khoảng 500 năm, hiện tại là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì nước yếu và càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa chẳng bao giờ đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài bồi đắp nguyên khí cho quốc gia. Đó là thời xưa, còn thời nay, thời của cộng sản thì chúng chỉ tìm mọi cách để đưa phe nhóm của mình vào bộ máy chính trị để cùng nhau theo một ekip vơ vét và khi vơ vét xong thì lại được những chính những ekip của mình bao che nếu như đã hạ cánh an toàn và sẽ không bao giờ bị pháp luật sờ đến. Thời xưa thì có quan niệm cần người hiền tài và đức độ, nhưng thời nay, thời của cộng sản thì chỉ cần những kẻ chuyên quyền cố vị và những kẻ theo đúng ý kiếp của mình, giống như một bộ máy hoạt động theo nguyên tắc và theo một ekip dây chuyền của chúng. Nếu như bị lệch lạc ra khỏi ekip thì nguyên bộ máy đó sẽ bị phá hỏng và cộng sản cũng hoạt động y nguyên như vậy. Và đó là những gì đang xảy ra hiện nay. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng như bất cứ một kẻ nào trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chỉ là chống tham nhũng một bề, tức là diệt phe phái chính trị chứ không hề lo gì cho đất, nước và cho nhân dân. Những kẻ trong thời gian vừa qua bị ông ta đốt là những kẻ của phe củi rừng. Còn phe củi của ông ta thì đầy dẫy nhàn nhản, ông chưa hề đốt một kẻ nào. Chạy chức chạy quyền, chạy tên phố, chạy người tài. Cho nên một trong những chuyện quan trọng phải rõ đó là người tài thì phải như thế này, phải như thế kia. Và không phải cứ có bằng cấp cao là có chân trong chính quyền và tất nhiên những người vào được chân của chính quyền và phe cánh của ông Trọng thì người đó không nhất thiết phải là người tài mà người đó là phải biết vâng phục. Trong những năng khiếu của quan chức cộng sản được thép đã tôi thế đấy qua sự nghiệp cắt mạng là đánh hơi tiền Mùi tiền bốc lên dù là ở phương trời xa xôi vặn dặm là các quan ngay lập tức lắng nghe hơi thở cuộc sống. Ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc căn dặn đàn em trong phát biểu bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tài chính ngân sách. Các đồng chí cần lắng nghe hơi thở cuộc sống, không được để cua cậy càng cá cậy vây. Tài chính không chỉ là đảm bảo thu chi ngân sách nhà nước, tài chính cần được hiểu theo nghĩa rộng là nuôi dưỡng nguồn thu chủ động góp phần tạo ra chiếc bánh lớn hơn để có thêm nhiều nguồn lực hơn. Thế nào là nuôi dưỡng nguồn thu? Cách gì để tạo ra chiếc bánh lớn hơn cho các quan vừa làm bánh vẽ bị dân vừa làm bánh thật để chia phần? Trước hết, CLMV Nguyễn Dân Phúc lại nhảy một điều mà ai đó cũng biết. Nó thực có thực mới vực được đạo và quan tham nào cũng rõ có vực được đạo mới tạo được tiền. Nhưng thờ của Clamer Nguyễn Xuân Phúc không đến từ chính sách tự lực cánh sinh đạo của Nguyễn Xuân Phúc, không phải là con đường tay làm hàm nhai, chủ trương lắng nghe hơi thở cuộc sống và làm cho cái bánh to tài chính đến từ khả năng đánh hơi rất xa. IMF cũng như nhiều nước trên thế giới đã liên tục đưa ra những gói kích thích tài khóa, khổng lồ lên đến 11.000 tỷ đô la, đưa mức thâm hụt ngân sách toàn cầu lên đến 13,9% GDP. CLMV Nguyễn Xuân Phúc đánh hơi được miếng bánh kích cầu của các nước trên thế giới và mơ tưởng đến cái bánh của Đảng ta sẽ được phình ra từ đó. Phình bằng cách nào? Bằng cách đi vay mượn để vay mượn CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chống chế chính phủ. Đầu là thâm hụt ngân sách toàn cầu lên đến 13,9% trong khi quy mô tỷ lệ nợ công GDP của chúng ta đã giảm ở mức dưới 55% GDP. Vì vậy, theo Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc có thể nâng mức bội chi nợ công thêm 3-4% GDP không ảnh hưởng đến an toàn tài chính quốc gia cả trước mắt và lâu dài vậy là ta an toàn đi vay mượn. Tỷ lệ nợ công GDP dưới 55% GDP là một con số lao khoét. Vào năm 2015, chính phủ mắc nợ 115 tỷ đô la bằng 59,5% GDP. Năm 2016, nợ công tăng 131 tỷ đô la bằng 63,9% GDP. Bên cạnh chính phủ, 3.200 doanh nghiệp nhà nước do đảng viên đảng cầm quyền đầu đi vay mượn nước ngoài 231 tỷ đô la. Năm 2016 nợ doanh nghiệp nhà nước vọt lên 324 tỷ đô la bằng 158% GDP vào năm 2016. Tổng cộng nợ công bởi chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước do các quan chức cộng sản điều hành là 400 31 tỷ đô la bằng 210% GDP. Con số này gia tăng lớn hơn nhiều vào năm 2019. Điều cần ghi nhận và khi muốn tô hồng láo khoét cho sự tăng trưởng kinh tế thì CLMV Nguyễn Xuân Phúc, GNP, trong đó có tổng sản lượng quốc gia bao gồm cả tổng sản lượng của người nước ngoài có kinh doanh sản xuất tại Việt Nam qua FDI. Nhưng khi dùng tỷ lệ cho nợ công thì lại dùng GDP, trong đó không tính thu nhập FDI, GDP thu nhập tại Việt Nam và tiền thu nhập nằm tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với GNP. Colemanver Nguyễn Xuân Phúc biết rõ những con số lao khoét từ Tổng cục thống kê như cả thế giới tăng trưởng âm nhưng Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi có tăng trưởng dương chỉ lừa vị mị được một số người dân nhưng không thể lừa được các đồng chí với nhau. Số phận chính trị của quan tham trong đại hội chia quyền đoạt chức không dựa vào chiếc bánh vẽ lừa dân mà tùy thuộc vào cái bánh thật để chia chắc cho nhau. Nhu cầu lắng nghe hơi thở của cuộc sống để tìm đầu vay mối nợ chính là nhiệm vụ chính trị của CLMV Nguyễn Xuân Phúc trước đại hội đảng cướp lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.